Đây là đoạn dầm ngang bằng bê tông bắc giữa hai trụ cầu đường cao tốc số 112, hướng bên phải theo chiều thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang, tỉnh Long An, mà chúng tôi ghi nhận vào ngày 25 tháng 8 năm 2014. Đoạn dầm bị bể một mảng lớn, có đường kính khoảng 80cm. Mảng bê tông này bị tách khỏi thân dầm, tạo khe hở hơn 3cm và sắp rơi xuống đất. Vị trí dầm bị bể nằm ngang gói cầu, nơi chịu lực giữa dầm ngang và dầm dọc số 135. Cũng tại thanh dầm ngang này, có hai vị trí khác ngay gói cầu, ở điểm tiếp xúc giữa thanh dầm ngang và thanh dầm dọc bị bể. Mảng bê tông có đường kính khoảng 20-30cm đã bị tách rời, rơi xuống đất. Như vậy, tại vị trí dầm ngang này có 4 điểm tiếp xúc giữa thanh dầm ngang và dầm dọc, thì có 3 vị trí dầm ngang bị bể, nứt. Điều này khiến người dân rất lo lắng đến độ an toàn của tuyến đường này. Một người dân địa phương cho biết, trong 3 vị trí bị bể tại thanh dầm ngang này, thì có 2 vị trí bể cách đây đã khá lâu, còn vị trí bị bể lớn nhất mới xảy ra trong thời gian gần đây. Ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải, là đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết, tuyến đường này đã bàn giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ năm 2010 để quản lý và khai thác. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận thông tin, ông Minh cho biết sẽ liên hệ với các đơn vị liên quan để kiểm tra lại. Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cho biết, qua kiểm tra sơ bộ, vị trí thanh dầm ngang bị bể, đơn vị này đã biết từ lâu. Trước đây, đoàn chuyên gia Nhật Bản đã kiểm tra và kết luận vết bể không ảnh hưởng tới kết cấu của đường, chỉ bể lớp bê tông bảo vệ bên ngoài. Tuy nhiên, đơn vị sẽ kiểm tra lại vị trí bể, sau đó sẽ báo lại với Tổng cục Quản lý Đường bộ số 4 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam để có hướng xử lý.